Trời đất ơi, cái mặt mày bị sao vậy? Mày đừng nói tao là mày nhìn thằng Quân nghiện tới mức độ xịt máu mũi à. Bị sao? Tao bị đập vô cái kiến. Mày sao cẩn thận á, có cái mặt đẹp đó. Nè, mày thấy cái quần này đẹp không? Mặc cái này á, cô tông, tập thể dục nó mát. Em ơi, lấy chị 7 cái. Sao mua nhiều dữ vậy? Mua cho cục cưng mà có gì đâu mà nhiều. Trời ơi, thay quần như thay bỉm vậy đó. Một tuần có 7 ngày mua 7 cái. Vậy là xong. Lan. Hả? Mày không có tình cảm với lại thằng bé đó thiệt hả? Tình cảm gì ở đây? Sugar boy đó là quan hệ hợp đồng. Tao bỏ tiền, cậu bỏ sức hết. Chỉ có vợ chồng mới có tình cảm thôi. Giống như ông chồng cũ của mày với chồng tao vậy đó. Nhưng mà thôi, không có nói chuyện đó. Tại tao thấy mày chăm sóc thằng bé kỹ quá, không tin là mày lạnh lùng như vậy. Thì tiền nhiều làm cái gì? Mình chăm nó chăm mình, vậy mới vui. Này hợp với bà nè. Nhưng mà lỡ ông Quang biết thì sao? Trời ơi, ông còn đang bận chăm baby của ông, lo gì tới vợ con. Mà tao cũng có thằng Long rồi, tao ông chả quan tâm. Chồng vui, vợ vui, cả nhà cũng vui. Mà mày đừng nhắc tới tao cái ông Quang nữa, tao không thích nghe. Mày bây giờ đang độc thân á, mà không chỉ đơn giản là độc thân mà là độc toàn thân. Bởi vậy mày mới bệnh á. Bây giờ chích màu liều đi. Liều chung thì đang quay về, liều quân thì cũng thơm kèo. Nhưng mà không có tình cảm làm sao làm chuyện đó được? Cần quái gì phải có tình cảm, sách thôi mà. Nó giống như là cơm ăn nước uống vậy đó. Bây giờ mày đi ra ngoài đường, mày ăn con gà, mày phải có tình cảm như con gà đó mày mới ăn với nó được hả? Tào lao vậy? Nghĩ đơn giản đi. Tao nói mày nghe, gái 20 tuổi á thì được trai nó ấm lên giường, được kể chuyện cổ tích cho nghe. Đàn bà 30 tuổi thì cùng nắm tay trai lên giường. Còn đàn bà 40 tuổi trở lên thì phải ấm trai lên giường và kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp, mà bếp chưa nóng thì phải làm cho nó nóng. Chứ mày nằm đó mày chờ sung dục, biết chừng nào sung mới dục. Mà có rụng, liệu có rụng như miệng mày không? Suy nghĩ kỹ đi. Tao nói thiệt á. Nghiện rượu sao dễ lập mà sugar mommy.